Đây là nhà ga của Napoli đang chờ metro. Bọn mình định là mua vé bằng app. Thì cái app này ở Rome bọn mình mua vé bus các thứ đều rất là ok, không vấn đề gì. Xuống Napoli một cái thì kiểu quét mã QR để đi vào ấy, không quét được. Coi như là mất luôn cái số tiền mà đã bỏ ra để mua vé bằng app đấy. Bởi vì hỏi mọi người nhân viên ở trong ga này, mọi người đều một là không nói tiếng Anh, hai là không biết cái app ấy là có cái tác dụng gì cả trong cái việc mà di chuyển ở đây cả. Đã quyết định đi ra một cái máy kiểu cũ thì còn không nhận trả tiền bằng thẻ để mua tiếp vé giấy để đi vào. Phải dùng xu ấy, tại vì kiểu tiền giấy nhét vào đều không nhận được. Như kiểu chê tiền Đức ấy. Thế là kiểu nhét từng xu vào nhét vào. Thế là đủ được cái số tiền đấy rồi. Thì trên màn hình lại hiện ra là error. Tôi không biết tiếng Ý các mẹ. Nhưng mà từ error tôi phải biết. Tôi kiểu bực lắm rồi. Mà nó lại còn nhả ra thiếu tiền cho mình chứ. Thế là quyết định mang cái 8 tiền đấy với là một cái tờ vé kiểu chả biết là in ra để làm cái gì. Đến hỏi nhân viên ở đấy thì mấy ông nhân viên kiểu vào thôi tao mở cửa chúng mày đi lập cửa đi ra vào chỗ ở mình nha. Và bây giờ là chúng tôi cần kiểu hỗ trợ ánh sáng hậu cần, nếu không mà không nhìn thấy gì. Kiểu đây là đường đi xuống á. Ui dồi, tên này vẫn không nhìn thấy gì. Có ánh sáng rồi, có ánh sáng của Châu rồi vẫn đi không nhìn thấy gì. Nhưng mà ảnh của Châu chủ của nó sẽ rõ hơn. Nhìn thấy không ai dám đi vào và nghĩ là trong này có Airbnb cơ mẹ ạ. Bắt đầu nhá. Đang quay đây. Xin giới thiệu với các bạn, này là cửa 18 nhà Airbnb của mình. Cửa này nó quay thì đúng rồi, nó là cửa xe. Đấy, đây là mình cùng cầm ống cắm nghe. Đây là một trong những cái đặc sắc của nhà vệ sinh Ý, đấy là cái bidet. Chắc là kiểu mong đã làm cái này, tới bật nước rồi. Mà thử nước đi. Thật chắc là nó sẽ kiểu bắn ra ngoài. Ở đấy, đấy, nó sẽ như này. Còn cái nhà vệ sinh của mình. À đúng rồi, còn cái chỗ bệnh ngồi ở nhà vệ sinh thì thật ra là không có. Và bây giờ chắc là mình nên đóng cửa lại và làm phận sự của mình. Tắt đi Châu. Châu đã nghiên cứu thấy một hàng pizza gọi là nổi tiếng nhất ở Napoli. Giờ đã từng phục vụ cho Julia Roberts trong phim Eat, Pray, Love. Cho nên là nó cũng rất là đông. Nhìn cái đống review với cả sao Michelin của nhà hàng này. Muộn rồi, cho nên bọn mình quyết định là đi tìm một chỗ khác có vẻ thân thiện hơn với người đói bụng. Xin chào các bạn, bây giờ là tầm 8 rưỡi sáng rồi, Napoli 9 giờ sáng rồi. Úi dồi ôi, không hiểu âm thanh gì. Agenda của mình hôm nay sẽ tất nhiên là đi biển, bởi vì Napoli là một thành phố giáp biển. Mà đầu tiên thì phải đi ăn sáng. Đồng hư. Cái này là Fredo. Wow, nhiều đường ghê. Xong rồi. Trông như kháng răng. Ops alo. Nào nó sợi xong nó sẽ bỏ cái. Bên trong là nó cũng stop rồi. Nếu bạn có xem phim Jojo's Bizarre Adventure thì hẳn là biết Napoli là bối cảnh quay phim đấy. Cho nên Châu khi mà tìm về đến Napoli giống như là đang tìm về passione, đam mê của mình vậy. Các bạn sẽ thấy trong những thước phim sau. Sang đường như local. What a Vietnam. Đến tối hôm đấy bọn mình mới hiểu, hôm đấy mọi người trên đường đều đông vui khí thế.
Thì giới thiệu mọi người kia là núi lửa theo như lời của Châu thì là một cái núi lửa rất đặc biệt, đó là cái gì nhỉ? Kia là núi lửa Vesuvius, đã từng vùi thành phố Pompeii cổ rồi đống dung nham của nó. Đây cũng là điểm đến của bọn mình ngày mai. Hôm nay bọn mình đi Castel Nuovo, chắc là lâu đài mới, tân lâu đài. Chiều thì bọn mình cũng có đi bảo tàng San Severo để xem tượng yêu khắc, bảo tàng nổi tiếng nhất với bức tượng Chúa Giêsu nằm ngủ. Chơi bảo tàng xong thì ra thấy bao nhiêu người ngồi các quán cà phê, mắt thì dán lên nhìn màn hình TV. Xong bọn mình mới nhận ra hôm đấy 18 tháng 12 năm 2022 là trận chung kết World Cup. 22 rồi mọi người ơi. Tôi là pro Argentina, pro Pháp. Messi thắng rồi, gặp Pep. Bọn mình quyết định tìm đường về Airbnb để xem trực tiếp từ nhà trong đỡ đông. Thôi vào rồi. Quả sau đấy là quả quyết định ha. Quả cuối, quả này quyết định này. Không thường là nói kể là nói thế. Không, quả này vào thì coi như là đúng, tức rồi hả? Thanh xà nào. No, chị, một trượt hai chúng. Thanh xà nào. Mở phút nữa. Ôi dồi ôi. Wow. Giới thiệu với các bạn bây giờ sẽ là lễ trao chìa khóa nhà. Chìa khóa nhà cũng có 4 chìa. Có lẽ thế. Và bây giờ Châu là người trẻ nhất trong nhóm mình sẽ thực hiện nghi lễ là giao chìa khóa cho chị Hà, là người giữ tay hòm chìa khóa của nhóm. Thôi đi ăn đã. Hòa chung không khí pháo hoa tưng bừng của Napoli, bọn mình cũng lại ra đường để tìm cái ăn mừng. Theo như lời tour guide Châu. Hả? Theo như lời tour guide Châu thì ga Toledo là một trong những ga kiểu khá là nghệ thuật. Là ga đẹp nhất, ga metro đẹp nhất vào năm 2018 nếu mình nhớ không nhầm, ở châu Âu. Quay lại nào. Không rõ là do kem chanh ở đây ngon quá hay là do trận đấu không như ý mà Châu đã gọi đến 2 lần kem. Đây là bánh baba, là một loại bánh ngâm trong rượu rum của Napoli, rất ngon. Này, bóc rượu ra luôn. Buổi sáng hôm nay bọn mình thức dậy và phát hiện ra nhà Airbnb không có nước nóng để mà tắm. Điểm cộng là nhà nuôi hai con mèo khá là cute, chúng nó rất thích chui vào phòng bọn mình để nằm ngủ. Hôm nay chúng mình sẽ đi Pompeii.
xem giờ tàu chạy ở trên Google Maps rồi mà rõ ràng đến giờ chả thấy tàu đâu. Mấy cái tàu mà đi đến ga thì không cái tàu nào có ghi số hiệu để mà biết là nó đi về hướng nào, có đúng tàu của mình không. Bất quá bọn mình đành phải hỏi một anh người Ý đứng ở gần đấy xem có phải đi về hướng Pompeii không. Anh ấy bảo ừ đúng rồi, lên đi. Ông ơi, ơi. Có vẻ không ổn rồi. Cái gì? Lại hướng à? Thế là chúng mình sẽ phải chờ thêm 30 phút nữa mới có được tàu để quay lại cái một cái bến. Rồi từ cái bến đấy mới lại đi tàu tiếp để đi Pompeii. Diese Reise ist voller Geschichten für unser Leben. Ngồi ở đấy được một lúc thì bọn mình nhận ra là không có một cái tàu nào đi qua cái bên dây bọn mình đang ngồi cả. Mặc dù theo cái logic là nếu mà có hai dây thì bọn mình đi nhầm bằng cái hướng dây bên này thì bọn mình sẽ phải quay lại bằng cái hướng dây bên kia để quay lại cái trục đường chính. Thế xong sau đấy thì bọn mình lại nhìn thấy một ông người Ý, và ông ấy là bảo vệ của cái ga đấy. Ông ấy mới vẫy tay ra hiệu bảo là bọn mình đừng ngồi trên đấy nữa, xuống đây đi. Thế bọn mình cũng xuống. Các ông ấy giải thích là kiểu cái bên dây bọn mình đang ngồi đấy nó bị ngừng hoạt động từ lâu rồi, cho nên là muốn đi hướng nào thì cũng phải quay sang cái dây bên kia. Nhưng mà ông ấy thì lại chỉ nói được tiếng Ý thôi, thế là phải cố gắng dùng Google dịch để giải thích cho bọn mình. Cũng khá là đáng yêu. Sau những vật vã đó thì cuối cùng bọn mình cũng đi được đúng hướng và đến được đúng nơi cần đến. Vậy hoạt động tiếp theo của bọn mình là gì? Tất nhiên là ăn rồi. Cho dù mình ăn pasta ăn gì, người ta cũng sẽ cho dĩa và dao ấy. Chứ không có chuyện người ta ăn mì còn thì dĩa. Như ở Đức thì toàn pasta là auto thì dĩa. Bụng no rồi thì mới yên tâm thăm thú được thành phố cổ Pompeii. Cầu thang lên nhà. Thành phố Pompeii vốn là một trung tâm thương mại và du lịch quan trọng trong thời La Mã cổ đại. Thành phố có lối kiến trúc xa hoa, nó đã có sự phát triển vượt bậc trong thương mại và nông nghiệp nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi ở cạnh dòng sông Sarno, có đất đai màu mỡ và đồng ruộng phì nhiêu, có những vườn nho trên sườn núi Vesuvius, nên một nguồn tài nguyên đáng kể cho nông nghiệp và sản xuất rượu vang. À, người người châu à? Hả? Mèo ở Pompeii. Gì? Có một con mèo 4 người ở trong thời kỳ hoàng kim của thành phố này thì những người giàu có và quý tộc đã xây dựng những căn nhà lớn và sang trọng, trang trí được bằng những bức tranh, tượng và đồ vật quý giá. Thành phố cũng có các công trình công cộng như nhà hát, điện thờ thần Apollo, quảng trường. Năm 79 sau công nguyên thì thành phố này đã bị chôn vùi dưới một lớp nham thạch từ núi lửa Vesuvius. Tiếc là bọn mình đến hơi muộn nên là không xem được hết tất cả quần thể. Trên đường về, không ai khác chính là Châu đã nhận được một tin sét đánh ngang tai. Chuyến bay của Châu từ Roma về Frankfurt lại bị hủy. Châu nở nụ cười trong mặt khó khăn, múc lại vé mới như thế nào? Múc lại vé mới, chuyến xỉu về 1 tiếng nữa. Em sang áo rồi các bạn. Tới hôm nay bọn mình quyết tâm phục thù đợi được ăn pizza ở hàng có Julia Roberts bằng được. Ôi thế mà như kiểu một tia sáng lé loi nhỏ bé trong chuyến đi đầy bão tố của chúng tôi ấy. Tại vì lúc đấy mọi người cũng đứng lẫn ở với nhau, những người chưa có số lại đứng cùng với những người đã có số rồi. Thế bọn mình tình cờ lại đúng ở đằng sau một nhóm có số. Họ nhìn xuống xong hỏi bọn mình là có phải bọn mày đi 4 người không? Ừ đó rồi. Thế là họ kiểu đây ta nhường cho bọn mày số bọn tân này. Đây ta nhường cho bọn mày số bọn tân này. Mà số của người ta là 95 các bạn ạ. Mà cái bàn đang ăn ở đấy đang đếm đến số 91 rồi. Đúng rồi đấy, bọn mình vừa nhận được số bàn từ một nhóm người lạ. Rất xa lạ luôn đấy, em vừa mới hỏi. Wow. The who is too stunned to speak? Who is too stunned to speak? Sau một ngày hôm nay cũng nhiều biến động thì cái này thực sự là một cái treat cực kỳ to lớn mà mình không thể nào đòi hỏi hơn được nữa. Thế là với con số thứ tự 95 từ chân trời rơi xuống, bọn mình chỉ cần chờ có 4 người nữa là được vào ngồi ăn một cách ngang nhiên. Mình chơi lớn gọi mỗi đứa một vị một cái pizza luôn, không nghĩ là nó lại to như thế này. Ngày cuối
rồi. Ở đặt đồ báo thức là tầm khoảng 4 giờ. 4 giờ bốn cái báo thức cùng kêu, không một đứa nào dậy. Châu nằm cạnh mình cảm nhận được Châu kiểu bật điện thoại lên, đặt thêm một cái snooze nữa. Chuẩn bị xong sớm quá, bốn đứa lại nằm lên giường điện thoại hoặc là ngủ tiếp. Đến tầm khoảng 30-40 phút nữa rồi mới kiểu lên đường. Mà lên đường kiểu vẫn sớm, Châu vẫn còn thời gian để finish nốt cái pizza từ hôm qua. Cái này của ông mà đúng không? Ừ, có tỏi không? Không, không biết. Có thể không. Ăn có bị tỏi cực. Yeah, tôi không rõ nữa. Ê Châu, tình hình thế nào rồi? Mình đã đi được chuyến bay thành phố và phải về sớm hơn 6 tiếng. Đúng thế. 20 rồi vẫn chưa chạy nha. Chào anh. Chào mọi người nhá. Update nha. Khỏe nhớ. Tiếc là đợt này không lấy được cái key ghép. Quá đáng nhỉ. Quá đáng. Chơi dùng luôn. À, cái key ghép à? Thôi hẹn dịp nào. Thôi để tôi không biết dùng sang nào. Hãy hẹn dịp nào. Ok. Trời ơi, bye. Trời. Bye. Sau khi tiễn Châu thì bọn mình cũng không làm gì nhiều, chỉ đi thăm thêm một cái nhà thờ. Sau đấy đi ăn trưa luôn. Ừ, vừa vào một phát thì chị đã đưa mình hai đĩa này, xong rồi nó không như vậy. Bọn mình gọi cố nốt các món mì hải sản, bởi vì thật sự là mì hải sản mà về Đức ăn thì nó không thể nào sánh bằng được. Ăn cũng no lạc lè ra rồi, sau đấy mình chỉ gọi thêm một cốc espresso để uống cho đỡ buồn ngủ thôi. Thế xong chị bồi bàn lại bảo là thế chúng mày không ăn bánh hả? Mình bảo là bọn tao no lắm rồi, không ăn được nữa. Sau một lúc sau chị ấy mang ra ba cốc espresso và thêm một lát bánh to nữa. Bảo là cái này không phải trả tiền, bọn tao tặng. Cái đĩa này mà cho chúng mày đây kiểu free đấy. Thử đi kiểu... Trời ơi. Trời ơi. Chị ấy đây này. Không gian quán cũng khá là hay ho, trên tường toàn là những tờ tiền của khách từ khắp nơi trên thế giới dán lên, hoặc là những cái dòng ghi chú kỷ niệm. Thôi đồ ăn nước Ý quá tuyệt vời, cho tôi ở lại Ý được không? Ở lại đây. Thích quá rồi. Thích quá rồi. Không muốn quay lại Đức nữa đâu. Không muốn quay lại Đức nữa. Tôi sẽ quay lại Ý vào một lần tới. Từng chút tiền ra mình đâu. Được bao nhiêu? 1 đồng 7 5 sen. Chị Duyên hết tiền về quê, cạn ví. Quay kem cuối cùng ở Đức đây, à quên ở Ý đây. Tận hưởng hương vị cuối cùng của chị kem ở Ý. Chỉ có Châu bị thay đổi lịch bay mà cả bọn mình về đến sân bay Berlin rồi vẫn tiếp tục gặp những sự cố nhỏ như là bị muộn hay là xe buýt không đến. Thế nhưng mà cũng may là chuyện đã xong rồi, và cũng may là mình đã edit xong được cái video này rồi.